Đúng không anh Thao? Xin được kính chào quý vị. Và hôm nay mình thật sự là bị lu mờ khi mà đứng cạnh cái bức tranh vô cùng đẹp đẽ tuyệt tác này của chúng tôi. Bức tranh tam đa trên chất liệu gỗ muôn hoa. Và bức tranh này của Đồ Gỗ Văn Thao có cái chiều cao là 1m97 và rộng là 68cm. Chiều sâu và đục sâu của bức tranh này là 10cm luôn nha quý vị. Đục sâu và kênh bong, đặc biệt là mình phải nhấn mạnh một điều là đây chính là những các cái sản phẩm mà được đục tay mỹ nghệ vô cùng là đặc biệt của các bác nghệ nhân tại Đồ Gỗ Văn Thao. Về bố cục của bức tranh thì như quý vị thấy rằng là ở trên cùng chính là ba chữ phúc lộc thọ được khắc thủ công bằng chữ Hán Lôm và trông rất là cân đối, phải không ạ? Ở giữa chính là cái nội dung chính của bức tranh. Nội dung của bức tranh này là việc tụ họp của ba ông phúc lộc thọ, ba ông tam đa bên một gốc đào rất là vui vẻ. Và như quý vị thấy rằng là trên gương mặt của ba ông thì toát ra cái sự hoan hỷ, sự hạnh phúc và viên mãn. Trong cái hội bàn đào này thì quý vị thấy rằng là không chỉ có ba ông tam đa mà còn có cô tiên nữ, cùng với đó là một cô người hầu. Và xung quanh của ông phúc là những tiểu linh đồng, những người cháu vô cùng là vui vẻ và háo khỉnh. Ở dưới cùng, ở bên phần dưới bức tranh chính là một cái đầm sen bao la bát ngát và tỏa mát hương thơm. Đó chính là một cái bố cục rất là cân đối, hài hòa và tạo lên được cái sự đẹp đẽ cũng như là cái sự đặc biệt của cái bức tranh này. Từng những các cái chi tiết này đều được lột tả rất là tinh tế và như quý vị thấy rằng là vô cùng thần thái, đặc biệt là trên gương mặt của ba ông phúc lộc thọ này. Sự hiện diện của ba ông tam đa phúc lộc thọ ở đây chính là ba cái điều mong cầu mà ai ai cũng hướng đến trong cuộc sống, về một cuộc sống nhiều niềm hạnh phúc, về một cuộc sống nhiều tài lộc và một cuộc sống được trường thọ để sống cùng con cháu hưởng phúc hưởng lộc. Và như quý vị thấy rằng là ở đây không chỉ có ba ông tam đa phúc lộc thọ mà còn có sự góp mặt của bà tiên. Bà tiên ở đây chính là cái sự góp mặt của sự an lành, sự may mắn và trí tuệ. Không những thế, ở bên cạnh bà còn có một người hầu, đó chính là cái sự đầy đủ, cái sự mong cầu về sự đầy đủ trong cuộc sống của mỗi người. Và bức tranh lớn nhất ở đây chính là bức tranh của ông Phúc. Ông Phúc cùng với những đứa cháu rất là kháu khỉnh, khôn ngô. Và không những thế mà còn có một cậu kim đồng cưỡi cá chép ôm tiền vàng, trông rất là ngộ nghĩnh, phải không quý vị? Tất cả một cái bố cục bức tranh này, mỗi thứ nó là một cái sự liên kết với nhau. Và liên kết này nó vô cùng chặt chẽ, có ý nghĩa và tạo lên cho người nhìn một cái gọi là càng nhìn càng ngẫm thì chúng ta lại càng thấy nó rất là hay, rất là đặc biệt. Và phía sau cái khung cảnh vô cùng viên mãn của mọi người đang tụ tập ở đây chính là một cái cây đào, một cái cây đào vô cùng là trường thọ, vô cùng là cổ thụ, có những các cái bông đào nở rất là rộ, có những các cái bông đào nở chúng chín, có những cái chiếc lá, có những các cái lụ đào. Đây là một cái cây đào vô cùng là viên mãn, như chúng ta nói là một cái cây đào mà phải nói rằng là đầy đủ hoa lá cành lụ, đúng không ạ? Và cái cây đào này được các bác nghệ nhân của Đồ Gỗ Văn Thao đục cũng rất là tỉ mỉ nha quý vị, đục rất là tỉ mỉ, tạo lên được một cái không gian mà ta nhìn vào ta thấy mãn nhãn. Không những mãn nhãn mà ở đây còn có những tiếng chim hót líu lo. Có thể nói rằng ở đây là một cái bức tranh đục 3D nhưng mà chúng ta có thể vừa nhìn được, vừa có thể nghe được tiếng chim hót, lại còn vừa ngửi thấy mùi hoa sen thơm ngát ở phía dưới đây. Có thể nói rằng là cái bức tranh này rất là đặc biệt, đúng không quý vị? Càng nhìn càng ngắm được gì chúng ta càng thấy rằng là nó rất là đặc biệt, bởi vì những các cái chi tiết ở đây, mỗi chi tiết đều được vẽ ra và tạo lên được mỗi cái sự logic, sự gắn kết với nhau rất là chặt chẽ. Đặc biệt là cái phần gỗ. Nói đến cái phần gỗ của cái bức tranh này thì mình cảm thấy vô cùng là đẹp đẽ. Các cái đường vân gỗ muôn hoa nó tự nhiên mà nó tạo lên một cái nét đẹp mà nó vô cùng là tuyệt tác. Những các cái đường vân gỗ nó như là những các cái bức tranh thủy mặc ở đằng sau cái nền này, nó như là một bức tranh thủy mặc, không chỉ là những các cái đường nét đục mà gỗ còn đẹp nữa, thì thực sự đây là một bức tranh mà nói là tuyệt tác của Đồ Gỗ Văn Thao. Quý vị thấy rằng là cái bức tranh này thì mình có thể kể rất là nhiều cái căn phòng của nhà mình, ví dụ như căn phòng khách, căn phòng thờ hoặc là một cái đại sảnh của công ty, thì bên trong bức tranh này rất là đẹp và tạo lên được một cái ấn tượng cho khách đến chơi nhà, cho khách đến cả công ty mình, phải không ạ? Đặc biệt là bức tranh này để đem tặng những các cái dịp đặc biệt như là dịp tân gia hay là dịp tân hôn, thì những các cái bức tranh này nó tạo lên được cho cái ấn tượng với người nhìn cũng như là cái ý nghĩa nó vô cùng là sâu sắc, phải không ạ? Đó chính là cái bức tranh mà mình muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Quý vị nào mà muốn sở hữu những cái bức tranh đặc biệt và cao cấp như thế này thì có thể liên hệ với cả chúng tôi hoặc đến cả cơ sở của Đồ Gỗ Văn Thao tại số 40 đường Vô 6 Vạn Niềm, Thường Tín, Hà Nội. Hotline là số ở bên trên góc trái màn hình. Và cuối cùng thì mình sẽ kết thúc video clip này tại đây và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ Gỗ Văn Thao xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm của Đồ Gỗ các lần sau. Quý vị nhớ follow kênh chúng tôi nhé. Đồ Gỗ Văn Thao xin chào. Hãy
mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.